Ông kia ông nói là bên bên này là cướp King của Việt Nam, đấy là 63W là cướp của 63DR à? Không biết là thông tin có chính xác 100% không, nhưng mà tạm thời là thế. Vừa xong KVK à? Là được bay chưa? Vừa xong KVK là được bay chưa? Để xem 2963 thôi. Nếu mà dành như thế này là có thể để lấy đền thờ thất thủ để nhập cư về đúng không? Ồ, đánh nhau vào cuối KVK 1. Ơi chết chán nhỉ bố. Như vậy là chưa mở nhập cư anh em. Nhưng mà họ sẽ chiếm đền thờ thất thủ trước. Sau đấy ngày mai ấy, ngày mai hay ngày kia ta. Đóng map phải 2 ngày nhỉ, là bắt đầu mới mở nhập cư. Nói chung là khoảng 1 2 hôm nữa là mở nhập cư là nó sẽ bay nick về, rất là khó cho anh em. Muốn chơi theo kiểu bé nhi thì bui ạc như nào hả anh à? Muốn chơi theo kiểu bé nhi thì đầu tiên em phải biết chơi game đã, không phải là tự nhiên em chơi được như bé nhi nhá. Để các bạn chơi một cái ạc mà các bạn giữ bao thấp mà các bạn đi móc mỏ được đối phương ấy, thì các bạn phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đó, đúng không? Các bạn phải chơi game đủ lâu, các bạn biết ủ ạc, các bạn biết những cái mẹo bay về K1 nó, sau đó các bạn có đủ cái kiến thức là lên con tướng nào, nâng cái gì để bao thấp, nó giấu lính như thế nào, trải nghiệm là gì, trải nghiệm đó là giờ nào bọn nó ngủ để dậy mà móc, không phải tự nhiên nó sinh ra câu đấy anh em ạ. Thành ra nếu mà anh em mới chơi thì tôi không nghĩ các bạn nên chơi theo kiểu kiểu bao thấp móc mỏ, các bạn cứ chơi bình thường đi, mai mốt các bạn lấy ạc farm mạnh về K1 móc thoải mái. Các ông chơi lâu ạc farm các ông thiếu gì, các ông chán các ông nghỉ 1 2 nick, các ông tích khoảng 700 chọc, các ông mắc hẳn con gì đấy Tào Tháo từ chìa vàng được, ông về các ông móc. Chơi kiểu ấy khó cho anh em, không dễ đâu á. Tại vì thực ra kiểu đấy á sẽ rất là thú vị nếu mà các bạn đã có một nick rồi. Tức là các bạn đang có một nick, các bạn đang chơi rồi ấy, rồi các bạn đem cái nick farm các bạn đi phá, thì các bạn sẽ không quan tâm cái nick farm đấy của các bạn ấy nó bị thọt hay là nó bị như nào hết. Chứ còn nếu mà anh em chỉ chơi có một nick á, mà anh em cầm cái nick đó anh em đi phá, thì rồi anh em cũng sẽ chán rồi. Rồi anh em sẽ đến một lúc anh em sẽ chán thôi. Nên là nếu mà anh em muốn làm như vậy thì tốt nhất là nên chơi với nick phụ. Mình thì mình không thích kiểu đấy lắm, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của rất nhiều người chơi khác ấy. Giống kiểu người ta không có thù oán gì các bạn đúng không? Các bạn người ta chả làm gì các bạn cả, tự nhiên các bạn bay và các bạn phá thì rõ ràng như vậy là các bạn đã làm cái trải nghiệm chơi game của người khác nó bị xấu đi rất là nhiều. Nó đặt trường hợp đó là vào các bạn xem liệu các bạn có thấy thoải mái không, đúng không? Nhưng mà nếu mà trường hợp giả sử Kingdom đó đi, nó quá là tệ, nó rất là ghét các bạn, thì các bạn trả thù thì ok, nó có cái xích mích các bạn trả thù thì nó khác nhỉ. Có Kingdom chết ít người không rốc gợi ý ít đi à? Kingdom chết ít người tôi sợ các bạn không về được. Ví dụ 1460, 1313. Đấy, tại vì lâu lắm mình không để ý Kingdom chết, đợt này tôi về Kingdom sống rồi nên là Kingdom chết là ít để ý đi. Nội chiến nha anh em. Tây cướp King Việt Nam nha, tôi đang ủng hộ các anh em Việt Nam múc bọn Tây này. Tây lông mấy nick này mà đánh không được thì không được anh em. Sờ ba con SCPO này. Nhưng mà trông K1 đánh nhau vui nhở. Trông K1 đánh nhau xài kiểu tướng tím T4 đánh trông vui. Trông nó cứ bị ngồ ngộ ấy. Linh Trang. Tầm này cứ tôn tử AE mà chơi chứ. Mấy ông này bỏ lớp học của thầy Rốc hết rồi hay sao ấy. Tầm này cứ tôn tử AE mà chơi thôi anh em. Ai giàu thì Alex G, tôn tử G. Ai nghèo thì tôn tử AE. Thiếu quái thì tướng mà cầm bê... Ủa, cầm cả bê ly doan. Thiếu quái thì tướng mà cầm cả bê ly doan SC tím này này. Mấy thằng Tây Lông không biết chơi game gì hết ấy. Mai rủ anh em lật kinh nhìn oánh phê phê. Ê, lật lật kinh khó nha, lật kinh không phải dễ nha anh em. Lật kinh các bạn cần phải có một số lượng người đủ đông để bạn cân lại với bên kia. Tại vì nói gì thì nói á, kinh họ vẫn là kinh anh em. Kinh nó kinh lắm chứ, kinh đâu phải là kinh bình thường, nó kinh thì rất là kinh. Thì các bạn muốn lật kinh á, các bạn phải phải có một cái lượng người ủng hộ các bạn đủ lớn. Một clan đấu một clan. Chứ nếu mà chỉ có một nhóm người mà đòi lật kinh ấy thì thường rất là khó. Tức là các bạn sẽ không được sự ủng hộ của Kingdom ấy. Tức là khi mà xảy ra lật kinh ấy, những người đấy sẽ ủng hộ kinh các bạn, tại vì dù sao thì người ta cũng là vua chính thống, còn các bạn là kẻ đảo chính. Thì các bạn sẽ không được sự ủng hộ của những người trong Kingdom. Nên là nếu mà anh em mà muốn ủng hộ, nếu mà anh em muốn lật thì anh em phải có một lượng người đủ lớn.
đấy là gần như là bắt buộc, hoặc là anh em phải rất là mạnh, tiền anh em phải rất là nhiều để anh em cân hết. Có nên nâng Salah không anh, hay đợi tướng trị phạt? Đợi tướng trị phạt thôi. Ui, bên bên kia họ swarm Rally cũng ác đấy chứ. Bên bên 63W swarm Rally ghê gớm này. Trông như trinh phạt vậy nhở. Swarm còn kinh hơn cả trinh phạt luôn đấy. Khiếp. Nhưng mà bên kia thủ Constantine CM cứng quá. Bên dép thủ Constantine CM cứng quá. Nhưng mà mình thấy bên 63DR ấy, 63DR có một nick 100 triệu pound. Đó, cái nick đó mình nghĩ là nếu mà ra đánh đồng là dẹp loạn hết. Tại vì mấy nick khác chỉ đi sau thôi. Tầm này 100 triệu pound thì thiếu quá hay lính. Các bạn ra các bạn đánh đầy bệnh viện là mấy ông kia tắc thở ấy. Rally nhà R5 luôn à. Đây nick này đây anh em. Nick này mạnh mà. 3 tỷ 3 điểm tiêu diệt này. Sức mạnh tối đa 123 triệu. Nick này mà ra đánh thì dẹp loạn hết. Nhưng mà thường Tây chơi con game này không nhiều red ở Việt Nam đâu. Mấy ông Việt Nam thường nhiều nick farm lắm. Nên là cái đánh đầu một lúc mấy ông Tây hết red là mấy ông tự ở nhà. Tại vì không phải ai cũng chơi hát được ấy. Đa số kiểu họ chỉ chơi vui vẻ thôi. Ui, có búp kinh luôn này. Có skin nhà bộ mới rồi anh, nhìn cũng đẹp à. Hôm nay review chưa thấy. Khi nào ra sự kiện 7k đá quý à? 7k đá quý chắc mình nghĩ phải hết tuần sau quá. Đoán rồi, đoán nhá. Hay này, lên kéo bôn về trước này. Tụ bôn hay này. Ấy. Bên 63DR này cũng yếu có một vài nick mạnh thôi. Đúng rồi, tầm này cứ tôn tử mà chơi anh em. Không phải chơi các bạn, tầm này cứ tôn tử mà dã, không cần. Các bạn không cần phải chơi với hạng gì, cứ tôn tử với con gì cũng được hết đấy. Nhờ bắt buộc phải có tôn tử anh em. Nhìn đã chứ ha. Đang nổ vãi thật. Vợ nằm kế bên hả ba hả? Đây vợ đang ngồi đây. Anh em đã xem clip vợ tôi cổ vũ tôi đánh Finland chưa? Hơi bị hoành tráng. Sáu ba DR đẩy thêm vào này. Bailey G thì sao anh ạ? Cái quan trọng là con tôn tử nó trâu em ạ. Con tôn tử một là nó trâu, hai là nó cũng có bắn 5 mục tiêu. Bắn 5 mục tiêu tầm này ngon chứ. Tôn tử các bạn bắn 5 mục tiêu các bạn được hồi thêm 250 nộ. Cứ cho nó bị giới hạn nộ đi thì ít phải được 200 nộ. Các bạn bắn một phát ở trong cái bôn nhỏ này hồi 200 nộ quá ngon. Thua cái booking thôi làm gì mà ghê. Booking cộng 5% công à, hay 5% sát thương gì đấy. Vợ anh chơi game này không à? Không các bạn, vợ tôi thì không biết chơi game các bạn. Tính ra người ta có câu là... Sao ta? Không, nhưng mà tôi chơi game nhiều thì tốt nhất là vợ tôi không nên chơi game anh em ạ. Chứ bây giờ mà hai vợ chồng chơi game xong kiếm hợp bích nữa thì tiền đâu nạp. Cứ mỗi mùa KVK trinh phạt thì hai vợ chồng hết cả tháng lương thì lấy gì mà đánh nhau nữa. À, lấy gì mà ăn nữa. Anh ơi, con Constantine CM này khá trâu nhờ. Em thấy họ bảo Minamax kẹp tôn tử ngon khung anh à? Cũng ngon em. Tôn tử bạn kẹp với con gì cũng được.
Nhưng mà bắt buộc phải có tôn tử. K123 anh em không có tướng cứ đánh tôn tử cho mình. Cực kỳ ngon. Không có phải lăn tăn với mấy con cam làm gì hết á. K1 luôn Kingdom chỉ có một boss 95M, còn lại 89M. Có hy vọng gì không anh à? Có em ơi. Nếu đối thủ của em họ như vậy thì sao? Lo gì? Bạn đánh tôn tử Kusu này, bạn đánh tôn tử Baiba này, các bạn đánh tôn tử AE này, nó phải có tôn tử anh em. Rất mạnh, rất mạnh, rất ngon. Đấy. Anh em nhìn chiêu tôn tử ném kìa. Ném ui. 63W thủ ghê nha. Tầm này đến sáng lại còn giờ uptime của bên Tây. Việt Nam mình tầm giờ đến sáng là nó đi ngủ. Hôm nay cũng đang trong tuần, các bé không thức khuya được. Lỡ ngớ là giờ đến sáng vẫn không lấy được đèn thờ là chết. Cấp kinh nhá. K1 cung thì nên Hermanji, Kusuji hay Thutmose à? Chắc chắn là Thutmose rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ đang nói tím ấy, nếu mà nói về tướng tím nhá, thì cung các bạn nên đánh Kusu, bộ các bạn nên đánh tôn tử, kỵ các bạn nên đánh bay ba. Đó, thế thôi. Đấy, còn đấy là ba con ngon nhất mình nghĩ là để cho anh em đánh hiện tại rồi. Mình học hết rồi, đốc ơi, các anh em đi làm thôi à. Đang nghỉ hè à. Ừ, bảo sao hôm nay tôi lên mạng tôi cứ thấy cái vụ iPhone 7 Plus. Tôi chưa hiểu đầu đuôi là như nào. Hóa ra là nghỉ hè rồi. Akaza. Kỵ K1 Belly chứ anh à. Tôi thực ra Belly thì đánh đồng thì không ngon, bay ba đánh đồng mới ngon chứ. Thớt mô được full skill 1. Kusu Max thì nào ngon hơn. Để tí đọc lại chiêu đấy anh em. Nhưng mà mình hơi thiên về con Kusu ngon hơn đấy. Tại Kusu nó cộng, mình nhớ là Kusu Max cộng 30% chỉ số cung. Rất là nhiều. Thì Belly bóc mỏ mà đánh đồng anh em phải đánh bằng bay ba chứ. Anh em đánh đồng Belly thì có cái gì đâu. Nhưng mà thường K1 các bạn mắc được khoảng 4 con tím. Nên là các bạn kể các bạn có mắc tôm tử thì các bạn vẫn đủ. Các bạn mắc thêm Belly các thứ nữa. NTK Rally tiếp. Ông này ra cắt dự là không có gì ngoài con Sala. Nhà trồng được Sala. Chào Huỳnh Kiều nhá. Ông 100 M Pao bên Việt Nam. Mình nghĩ là chứ bây giờ, tại vì cái nick của mình cũng khoảng 100 triệu ấy. Mình thấy 100 triệu này, tôi thôi các bạn ra đồng đánh Open Field hả? Gặp mấy ông 20 triệu pao à, như cá gặp nước. Vùng vẫy thoải mái luôn, tại vì 20 triệu pao đánh sao nổi. 20 triệu pao tech các bạn đã lên được tech 9 chưa? Bây giờ các ông cắn cái búp 50%, 300.000 lính T5. Các ông ra đánh mấy cái ông len nghe 200.000 lính T4. Xài tướng tím. Thì 1 cân 4 cân 5 đạo tôi thấy là bình thường. Ông đấy ra đứng dẹp loạn đi phát cho nó sạch field rally nó mới dễ. À ừ, nhớ nick Panitron hôm bữa là mới vào đập đố. Em cứ gửi qua đi để anh xem. Đúng rồi, tầm này nick 100 triệu pao thì sợ gì mấy ông đe ngoen anh em. Tầm này 100 triệu pao, tôi nói thật các bạn cứ lên các bạn đánh. Mình biết sao, 100 triệu pao các bạn nhiều lính. Các bạn không phải chữa. Bên kia đánh hết lính của bạn, người ta cũng hết rét rồi. Nghe giống bắt nạt VL à? 63 vừa win KVK cùng 75 mà do chia quà không đều hay sao anh ạ? Anh không biết là như nào, nhưng mà nãy có một ông bảo là cái gì đấy, là do không hài lòng với cách làm việc của vua. Cái này là giống y chang ngoài đời ấy, giống kiểu các bạn đi làm, giống kiểu thằng giám đốc nó không hài lòng với cách làm việc của bạn. Bạn hô hào anh em trong phòng, đấm giám đốc luôn.
đôi khi chúng ta không hài lòng nhưng mà chúng ta chỉ nói với nhau thôi anh em. Chứ ai lại đi lật kinh thế? Anh em Việt Nam búc nhiệt tình vào. Cứ nhắn gửi ra trong Discord được anh rồi. Em cứ nhắn tin thôi, Discord nó mới 2p. Rally Alex CM swap được hoặc Rally CMZ. Nhà cứ từ từ với cái tầm với quả nick này ra thì bên kia đỡ thì nổi. Nick này năm đạo ra đứng thì bên kia đánh được lúc là hết red rồi. Toàn 20 triệu bao. Nhưng mà thật ra nghĩ cũng tếu ha. Mình nghĩ thấy hơi buồn cười các bạn. Ví dụ mà rally đi thì đồng ý là không có feel bị nó swap đúng không? Nhưng mà toàn mấy ông 20m swap à. Thành ra nghĩ cảnh mà 20 triệu pound đi swap rally trông nó cũng buồn cười lắm anh em. Thông thường ở K2, K3 kể cả swap rally ấy, là thường những nick đấy là nick bay về. Người ta mạnh, người ta có tên năng có thứ người ta swap. Nhưng các ông cần toàn tôn tử với AE các ông đi swap. Chơi bời gì anh em. Nhưng mà thế mà cuối cùng không rally được á. Chứng tỏ là rally này mình nghĩ có thể là rally không full lính. Nhưng toàn 20 triệu pound mà swap gì mà rally trụ không nổi luôn. Rally nhà bằng AE. Cái này không biết là rally nhà hay rally pháo đài. Rally bằng AE. Nhà với nhà 24 anh em ạ. Vãi cả nồi. AE gì hoành tráng luôn. Vậy mới vui à. Ừ, nói chung là đánh thì anh nghĩ là từ giờ đến sáng thì bên Việt Nam chắc cũng ăn thôi. Đánh này cho bên kia hết lực à. Kingdom này mạnh không anh à? Anh có biết đâu, anh thấy hai bên đánh nhau mạnh này, diễn tập quân sự như này là mạnh chứ. Các bạn phải biết là trong ngoài đời ấy, lâu lâu các bạn thấy những quốc gia người ta hay diễn tập quân sự đúng không? Để làm gì? Người ta diễn tập quân sự để người ta phô diễn sức mạnh quân sự cho những cái nước khác thấy, cụ thể là chúng ta đang thấy. Thì diễn tập quân sự như thế này là mạnh rồi. Đánh có chiến thuật, đúng không? Có bôn. Đấy, 20 triệu pound mà vẫn búp Kingdom, đứng tạo bôn bình thường. Rally đến là có swarm. Nên là nói về một mặt nào đấy thì mình thấy 2963 là một Kingdom khá là mạnh về quân sự nha anh em. Nó pound họ thấp nhưng mà nghĩ kỹ ra thì họ đánh cũng bài bản phết. Đầy đủ, có bôn, có swarm, có rally, có đép nhà. Đó. Ơi cảm ơn Hồ Xuân Thành nha, Việt Nam số 2 ngoài số 1 ở đốc. Việt Nam sắp tới mấy Kingdom Việt Nam tôi thấy tuyển đang mạnh ấy, không khéo thì lên top 1 luôn đấy chứ. Bây giờ đang còn dưới 1960 nhưng mà mai mốt có khi vượt đấy. Kingdom đang tập trận chuẩn bị cho cây sau à. Không mà Kingdom này duy trì như vậy là ổn anh em ạ. Tôi thấy quả swarm rally chiến thuật đấy chứ. Một arc chính 10 arc farm là ấm êm à. Nói trước để duy trì một arc chính 10 arc farm mà tôi đánh giá các bạn cũng thuộc dạng cái nick của các bạn chắc thuộc dạng gọi là pro vip đấy. Nếu mà một người chơi bình thường thì các bạn duy trì tầm 4 arc. Tại vì nói đi cũng phải nói lại chứ cái tầm 10 arc farm duy trì cho một nick các bạn phải mất khá nhiều thời gian. Thế xui tùy các bạn, nếu các bạn khi mà các bạn thích coi chơi game này ấy, là tự các bạn sẽ biết là các bạn cần tạo bao nhiêu arc farm à. Tại vì thiếu thì lo đi mà tạo. Chứ thiếu thì như đánh xong thấy thiếu thì ngày xưa mình đánh xong thấy thiếu thì toàn phải tạo thêm rồi. Chứ lúc đầu cũng có ước chừng được đâu. Nhìn thừa thì thôi. Ít khi thừa lắm, chỉ có thiếu rồi. Đây, rally bằng Alex CM này. Tôi nghĩ là ông này có thể đã được tư vấn từ ai đó. Nói chung là mình nghĩ là tầm 4 arc farm là cái mức là đa số các bạn có thể làm được. Đa số các bạn có thể làm được. Còn nhiều hơn 4 thì cũng khá khó đấy. Tại vì không phải ai cũng có đủ thời gian đấy.
Như tôi cày nhiều farm lắm, mình cũng đang muốn tạo thêm đây. Đấy, Alex CM hôm nay trông có vẻ Alex CM Alex gì nhỉ? Alex CM cứng. Đánh hư red thì bán được tiền nên phải chăm farm à? Cây nào tôi cũng 500 700 m KPI đốt led lắm à? Nó cũng tốn nhiều chứ. Cảm ơn Hồ Xuân Thạnh nhá, ba farm mà nghiện rồi, gặp ông nghiện nặng hơn thui. Tạo farm thứ hai thì phải tạo nick mới đúng không Rock à? Anh em mà tạo nick farm ấy, anh em cứ tạo Gmail mới, một Gmail tạo hai nhân vật. Các bạn cũng không cần tạo cùng một lúc đâu, mình nói rồi các bạn cứ chơi đi. Khởi đầu các bạn cứ tạo một nick, thêm một nick nữa, tại vì về sau chơi nó cũng rảnh ấy mà, có thời gian thì các bạn vào bạn gửi farm đi. Nhưng mà dần dần các bạn thấy thiếu các bạn sẽ phải tạo thêm. Được kiểu rảnh quá các bạn phải cũng tự tạo thêm mà. Hồi đầu mình chỉ khởi đầu với 3 nick farm thôi. Nhưng mà sau đấy mình cứ thêm dần ấy. Ôi kìa vỗ tay đấy. Kim đạo uy scan 5.000 đồng. Rock ơi, cây bi cây 1 nên chơi 2 đạo kỵ hay 1 kỵ 1 bộ vậy? Cảm ơn. Hai đạo kỵ. Ui, cảm ơn Kim nha. KVK1 thì thực ra thì nên chơi một loại quân thôi, hai đạo kỵ để tận dụng cái tech K1. Còn nếu mà tech K1 của bạn nâng đều được cả bộ với kỵ ấy thì bạn bạn chơi một đạo bộ và đạo kỵ cũng được. Tại đạo bộ ấy là sẽ tận dụng được con tôn tử, đạo kỵ sẽ tận dụng được con Mina. Nên là nó đúng ra thì nạp tiền ấy thì thường tech các bạn sẽ cao thì các bạn nên nâng cả bộ cả kỵ. Anh nghĩ sau game có ra tư mã ý đép khỏe không anh ạ? Game ra tư mã ý. Nói sao ta? Game mà ra tư mã ý thì thứ nhất là chưa biết là có ra không. Còn nếu mà ra thì mình nghĩ là đép khỏe, tại vì tướng đời mới thì ai đép khỏe hết. Đang có 1m game, 3m VIP. Có nên lên VIP 18 không Rock? Hoàng Đông. Ui, cảm ơn Hồ Xuân Thạch nha, vỗ tay à. Cái hiệu ứng vỗ tay đấy là qua WeScan anh em ạ. Mình mới đăng ký thử cái WeScan. Nhưng mà nó yêu cầu phải đủ 5 lít thì nó mới cho mã QR anh em ạ. Thôi cứ tích từ từ, cảm ơn Hồ Xuân Thạch nhé. Thật ra ấy, nếu mà các bạn lên được VIP 18 ấy thì các bạn nên lên luôn. Nếu mà anh em lên được VIP 18 mà sắp tới có KVK ấy thì mình nghĩ là anh em nên lên luôn. Tại sao? Tại vì lên VIP 18 xong, một là đạo quân các bạn nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Tốc độ di chuyển là rất là có lợi, thứ hai là mang được nhiều lính hơn. Kim đã rescan 5.000 đồng. Mình đang ở KD 3187, không có boss, mình có nên đợi kinh bay KD khác hay không? Cảm ơn Kim nha. Không có boss. Thật ra nếu mà không có boss thì bạn có thể làm boss. Bạn có thể đứng lại cũng được. Cái mục đích bạn bay đi ấy là để win KVK. Cái này bạn phải xác định rõ là win KVK. KVK1 ấy, các bạn cứ bay về cái kingdom nào mạnh nhất trong cụm đấy là tỷ lệ win là 99% sẽ win K1. Tại K1 rất là dễ đoán kết quả. K1 các bạn chỉ có đúng 4 kingdom thôi. Thì bây giờ anh em bay hết được 1 kingdom thì tỷ lệ cái kingdom đấy win khá cao. Nhưng mà nó sẽ mọc sao. Nó mọc sao là các bạn sẽ không bay về thêm được. Đó, nếu mà bạn muốn win thì mình nghĩ là bạn nên bay sang kingdom mạnh nhất đó để win. Thì sau khi win xong rồi bạn lại bay thêm một lần nữa để về một kingdom K2 khác mà bạn thấy phù hợp hơn. Còn không thì tôi nghĩ là nếu mà kingdom bạn không có boss thì bạn cứ ở lại bạn chơi bình thường nữa cũng chả sao. Nó không có ảnh hưởng gì đâu. Vào KVK khả năng là thua cao nhưng mà nó sẽ có lợi về sau, được thêm quà cáp rồi MRE các thứ dễ ăn. Mình đoán này văn minh mới thì là Hy Lạp, mình cũng thiên về Hy Lạp bộ ấy, nhưng mà nghe nó không ăn nhập lắm. Tại vì bộ binh thì nhiều quá rồi, Viking bộ binh rồi giờ Hy Lạp bộ binh nghe nó hơi kỳ. Ông Rock đang mà chơi bao nhiêu nick farm à? Hiện tại mình chơi cũng phải
chục nick farm đấy. Đợt về bên 2755 ấy là mình mới farm nhiều hơn. In đã rescan 5.000 đồng cho mình hỏi một con số để KB cây 1 có T5 với, cảm ơn B. Cảm ơn Kin nhé. Con số thì khoảng sấp xỉ 200 triệu. Tầm 200 triệu, 10.000 đô. Tùy, nếu mà bạn nâng càng sớm thì tiền tốn càng nhiều. Bạn nâng muộn sau khi có kinh ấy thì nó sẽ có đá này, có tước các thứ này thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà cũng phải tầm gần 200 triệu ấy. K1 rất là tốn nha. Nếu mà không có cái kiểu không cần cố quá thì cũng không cần đầu tư lên T5, còn nếu mà thích lên T5 thì đấy là con số, cái này đã có người tính rồi nha, chứ không phải là con số, không phải là con số mình nêu cho vui nghe bạn. Cái này là ông Chít Gu đã tính rồi. Thì 10.000 đô, nhưng mà 10.000 đô đấy là tính cho cái việc lên T5 trong ngày đầu tiên. Tức là một ngày các bạn nạp 10.000 đô và các bạn có thể lên T5 luôn. Nhưng mà mình đặt trường hợp đây là các bạn chơi thong thả, đúng không? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đến lúc mà K1 các bạn có kinh len, có T5 thì chắc chắn là chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Ủ dưới 10m thì tới K3 lúc ở bay với K1 không anh? Kim đã rescan 5.000 đồng, KV cây 1 mà KD 3.186 và liên minh 3.188 đã có T5. KD mình 3.187 và 3.185 chưa có T5, ở đây farm khỏe nhưng không có win được KV cây. Cảm ơn Kim nha. Thì như mình đã nói ở đấy, nếu mà bạn muốn win, thực ra win K1 quả clan chính ấy, các bạn vào clan chính win K1 quả rất là nhiều thì có thể xem xét. Nhưng mà đổi lại, nếu mà nói đường dài, nếu mà bạn đã biết chơi game thì mai mốt bạn cầm kinh bạn thấy có rất là nhiều cái lợi. Nếu mà kingdom đấy của bạn luôn, nó thẳng luôn là các ông độc tài, các ông bắt anh em ở dưới gọi là nhường quà cho anh em thì anh em ăn được nhiều hơn cái quà K1. Đó, các bạn ăn một cái kỳ thống đốc hùng mạnh nhất, các bạn ăn được 180 tượng rồi. Rồi sự kiện 20 chọc, những cái người ở dưới người ta yếu ấy, là bạn cũng ăn được nó dễ. Thì cái đấy thì đánh đổi thôi. Mình nếu mà là mình thì mình sẽ không có chọn bay sang kingdom khác. Mình sẽ ở lại, mình ví dụ lập một team sau đấy kiểu cầm kinh luôn thì sẽ có lợi hơn. Còn nếu mà không muốn cầm kinh, đúng không, chơi solo thì cứ bay sang kingdom kia win, ăn quà xong rồi lại bay một lần nữa. 2963 nha. Hết feel rồi. Đặc điểm của mấy ông Tây trong cái con game này là mấy ông Tây rất là gà. Mấy ông Tây server mới gà lắm anh em, hiếm. Kể cả mấy ông Tây nạp nhiều đó, thường các ông cũng không biết chơi. Các ông Tây mà nạp nhiều server mới, mình để ý các ông muốn chơi cũng không biết chơi, các ông chỉ nhiều tiền thôi. Còn mấy ông Tây mà không nạp tiền thì cũng chỉ lèo tèo lắm. Lúc độc tài. Bởi vậy tôi đâu có được làm kinh anh em. 2963 tập trận nha. Đã rescan 5.000 đồng. Nay muốn bay về K2 thì chỉ có AC không lớn tuổi hơn KD 90 ngày à anh? Cảm ơn 3 chấm nha. Tức là quy định là bây giờ đúng rồi. Quy định ở K bay tức là em bay cùng mùa ấy. Bay cùng mùa là không được quá 90 ngày tuổi. 330.000 lính chết thương nặng ở 606. Và bên này chết 1.4 triệu. Thương nặng 1.8 triệu. Ok, 40 triệu điểm tiêu diệt. Bên này được 10 triệu. Nick này mạnh quá mà.